Vâng, chào các bác. Em Khương với lại chốt được một chiếc xe, mua được một chiếc xe Mercedes GLK 250. Tuyệt đẹp cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, một cái màu xanh, gọi là màu xanh thiên thanh. Màu xanh, màu này rất là nhẹ nhàng này. Và nó lại có cái độ sang trọng đây các bác. Một con xe cực đẹp luôn. Sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu 2014 các bác ạ. Mercedes GLK thì nó là một trong những cái mẫu xe mà thực sự mấy các bác luôn là trong cái tầm tiền. Nó rất là vừa tiền, mở đi lại cực sướng luôn, của cái mẫu xe gầm cao. Con này của nó đã là form mới rồi, máy mới rồi, thế hệ mới rồi. Các bác đi nó rất là đầm, rất là nhẹ nhàng, chứ không như là cái thế hệ cũ 2012 đổ lại đâu các bác ạ. Nó vẫn 2012 thì nó vẫn chưa phải là bản facelift, nó vẫn là bản thường. Nhưng mà lên cái form 2013 này thì nó đã lên, nó đã thay đổi hoàn toàn, máy mới, rồi là đèn mới, rồi là body kit của nó cũng khác cái thế hệ cũ các bác nhá. Cái thế hệ mới này chạy cực sướng luôn. Đấy, con GLK 250 này thì nó là một chiếc xe mà hai cầu, dẫn động 4 bánh. Đấy, hộp số tự động 7 cấp G-Electronic, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, đi thì êm ái, mượt mà. Bác nào mà chưa chạy dòng này thì các bác trải nghiệm chạy thử dòng này thì chạy rất là phê luôn, chạy cực phê luôn đấy ạ. Và thực sự với các bác là cái tầm tiền bây giờ nó cũng khấu hao rất là nhiều rồi, nó quá là rẻ rồi. Chưa tới 600 triệu các bác nhà mình đã sở hữu được một cái mẫu Mercedes GLK 250 sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu 2014. Con này xe rất mới nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này, từ cái đường led gân guốc này, led căng luôn, led căng luôn đấy ạ. Đây, đây nhìn. Xe rất là đẹp luôn đấy ạ. Trong cái tầm tiền thì em trải nghiệm thì em thấy cái mẫu xe này thì nó là một cái mẫu xe mà rất là đáng để đi, tại nó hội tụ được rất là nhiều cái độ đầm, độ chắc, độ êm, sướng. Đấy, chứ nó không như những cái mẫu xe khác. Đấy. Nói chung là mỗi cái dòng xe nó sẽ có một cái đặc tính riêng. Đấy, nhưng mà Mercedes thì nó luôn có cái độ sang trọng, độ tinh tế. Đấy. Bác nào mà yêu Mercedes thì có thể tham khảo cái chiếc xe này của em Khương nhé. Bây giờ trời nó cũng đang sắp mưa rồi, em sợ về lũng tối thì em tranh thủ em quay lên sóng cho bác nhà mình đẩy luôn. Đấy, để cho các bác tham khảo. GLK thì nhìn nó cũng rất là khỏe, nhìn nó thiết kế nó có cái led lơ lớ như là kiểu như là của cái con G63 đấy ạ. Nó cũng kiểu như là hộp kiểu vuông vuông. Con này nó thế hệ mới thì đèn của nó là đã nâng cấp lên rồi các bác nhé. Đèn của nó là đều là đèn multi-build LED hết rồi. Đèn multi-build LED và những cái mặt cản niếc này nó khác hoàn toàn so với lại cái đời mà 2010. Đời 2010 đèn nó rất là đơn điệu và xấu, nó không có LED. Nhưng mà cái đời này thì nó đã lên thế hệ mới rồi, nó khác rồi. Đặc biệt là cái thế hệ mới thì nó được sử dụng cái hộp số đấy, 7 cấp. Hộp số 7 cấp và lấy chuyển số. Các bác chuyển số là trên cái vô lăng này hết này. Trên cái, đây, nó có lấy chuyển số này. Đấy. Và cái dòng này đi nó êm lắm nhé các bác nhé. Đi nó êm, rất là êm luôn đấy. Gần như là cái độ phản hồi lên cái mặt đường nó rất là ít. Tất cả các cái con này thì xe nó rất là đẹp luôn. Em Khương thì em chỉ có siêu tầm gái đẹp về cho các bác nhà mình làm vợ thôi. Đấy. Nói chung con này thì nó là xuất sắc rồi các bác. Đời 2013, tất cả vô lăng vô yếc vẫn còn nguyên bản hết luôn. Đấy. Vẫn còn nguyên bản từ các cái cao su lon. Cái dòng Mercedes thì các bác nhà mình biết rồi đúng không ạ? Nó rất là dễ là bị cái cao su lon này, nếu mà đi nhiều nó rất là dễ bị bong chóc. Nhưng mà đây các bác nhé, cái con này thì cao su lon tất cả mọi cái.
nó còn nguyên vẹn. Đấy. Nguyên vẹn luôn. Nói chung là mạc thì đây các bác nhỉ, các bác nhìn từ những cái da của nó thôi. Từ những cái da của nó thôi, nó đã khác rồi đúng không ạ? Da tất cả mọi cái đều rất là đẹp, máy thì lỗ im du luôn. Đấy, những cái phần nhôm miếc xước của nó đây. Chưa có một cái gì gọi là cũ kỹ cả. Nói chung là mạc thì toàn các bác mà thực sự là có kinh tế, có tiền thì các bác ấy mua, cho nên là cũng chả ai mà chạy nhiều cả. Thường thì những người mà đã mua những chiếc mạc cái thời điểm này là em thấy toàn nhà là còn có toàn tầm là 2-3 cái xe thôi. Đấy. À, các bác nhìn đây, tất cả ghế ghiếc là nguyên vẹn hết luôn, trần chiếc là cũng vậy. Đấy. Trắng sáng. Cho các bác nhìn mình xem cái máy con này nhé. Máy thì em vẫn đang lỗ đấy, nhưng mà cái thế hệ mới này thì máy nó lỗ nó êm lắm. Mẹt càng thế hệ mới thì nó lại càng êm. Đây các bác nhé, em Cường vừa mua xong này, vẫn bẩn nguyên nhé, vẫn bẩn nguyên này. Đấy. Nhưng mà đây em vẫn, em Cường vẫn quay cho bác nhé, tại vì là em thì em làm việc thì nó thật lắm. Đấy. Có thế nào thì em quay cho các bác là vậy. Và em cũng muốn là quay cho các bác cái xem cái lúc mà cái xe của em nó mộc mạc. Đấy, để cho các bác biết. Đấy. Cho các bác biết là tình trạng nó như thế nào. Nhiều bác này sợ mua những cái xe bóng bẩy. Đấy. Các bác bảo bóng bẩy quá là cũng sợ. Đấy. Nhưng mà em thì em những cái clip về đầu tiên là bao giờ em cũng quay lên cho các bác. Đấy. Xong là để các bác biết tình trạng. Đấy. Đấy. Khi mà rửa xong đấy, tất nhiên là về em sẽ vệ sinh đi. Đấy, còn đây các bác nhé, này cái xe nó đẹp thì các bác nhìn nó giống như các cụ bảo đấy, cái gì đẹp thì nó vẫn là đẹp đấy. Thì đây các bác nhé, cái gì đẹp thì nó luôn là đẹp, nó không thể nào bị che lấp được đúng không ạ? Mặc dù bẩn nhưng mà nó vẫn sáng lấp lánh đúng không các bác? Đó, vẫn sáng lấp lánh luôn đấy. Và từ những cái mặt dàn cò đấy, theo 5 tháng nhưng mà nó không hề bị ngấm dầu các bác nhé, không hề bị ngấm dầu một tí nào luôn. Và từng con ốc của nó này các bác nhìn này, từng con ốc của nó rất là đẹp. Nó chỉ có những cái bụi này các bác nhé, chỉ có những cái bụi theo thời gian thì đương nhiên các bác đi xe nó phải có bụi đúng không ạ? Còn đâu quan trọng nhất là những cái con ốc con niếc của nó còn nguyên luôn. Đây các bác nhá, còn nguyên luôn, từ những cái tem tất cả mọi cái, từ những cái phần xe của nó đều zin đẹp. Đấy, từ các cái con ốc đây các bác nhìn này, từ các con ốc này, từ các con ốc giặt. Đấy. Cái xe cũ thì quan trọng nhất là cái chất các bác ạ. Còn đầu xe thì có thể bẩn giống như con người vậy. Đấy. Lọ lem thì rửa mặt một cái là nó sạch thôi ạ. Đấy, nhưng mà đây các bác nhá, đấy, xe của em này, các bác nhìn này, rất đẹp đúng không ạ? Không có ngấm dầu, không có ngấm mỡ gì các bác nhá, đấy, không có ướt nhè đâu. Đấy, cái xe không có ướt nhè đâu các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Các bác thấy chưa? Đấy, tình trạng xe chưa? Đấy. Sáng lấp lánh luôn mặc dù bẩn các bác nhá. Đấy. Tất cả các chi tiết của em nó từ đây nguyên chấm sơn, từ những cái phần giảm sóc. Đấy. Tất cả mọi cái thảm miếc. Đó. Em vừa mua xong cho nên là đây, bây giờ trời nó Hà Nội sắp mưa rồi, em phải tranh thủ em quay để tí lên sóng cho bác, không tí về là nó muộn mất. Ok các bác, chưa tới 600 triệu các bác nhà mình đã sở hữu một con mẹ GLK 250 sản xuất 2013, lăn bánh lần đầu 2014. Con này thì nó là phiên bản 2 cầu, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Rẻ quá rồi các bác ạ, rẻ như con vai ớt rồi. Rẻ như con vai ớt luôn. Mà mẹt cái tầm này thì nó vẫn là chất chân chật luôn. Quan trọng là
các bác chủ đi ít giữ gìn thì cái các bác nhà mình dùng sau sẽ là người được hưởng. Tất cả các cái thảm chính hãng theo xe vẫn còn nguyên các bác nhé. Đây, sổ sách mọi cái vẫn còn nguyên luôn. Chìa khóa một đôi các bác nhé, chìa khóa em mua là vẫn còn một đôi luôn. Tất cả đồ đạc cốp kiếc đây, đồ đạc cứu hộ cứu yếc của xe là vẫn còn nguyên như lúc đầu các bác nhé. Đây, cái này ni lông còn chưa bóc đây, các bác này, ni lông còn chưa bóc nhé. Đó, đây, các bác này, ni lông còn chưa bóc luôn. Các đồ đạc thì còn rất là đẹp luôn. Những cái tem dấu, tem yếc là vẫn còn nguyên. Xe rất đẹp luôn các bác nhé, led căng luôn. Con này thì nó đã có cốp điện rồi, cốp điện rồi. Đó, thực sự cái form của GLK nó rất là khỏe, rất là khỏe luôn. Đây, tất cả mọi cái thì con này thì nó còn nguyên vẹn luôn đấy. Đây, các bác cứ nhìn thấy những cái cao su lon này của mẹc này. Đây, các bác nhìn này, nó vẫn còn đen bóng ra luôn. Đây, vẫn nguyên vẹn luôn các bác nhé. Tất cả già nhé, nguyên vẹn hết luôn. Các bác theo dõi kênh của em Khương thì biết rồi, những cái đời này là em phải tuyển xe đẹp về cho các bác nhà mình. Và cái phong cách và cái tính cách của em thì em là rất là yêu cái đẹp. Nói vui với các bác, từ cái thời mà em còn thanh liên thôi, em đã phải thích đẹp rồi. Mặc dù là đẹp dai thì thôi, thì em cũng tự nhận mình là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà yêu là phải yêu gái xinh. Đấy, yêu là cứ phải yêu gái xinh. Em nào phải xinh ở trường nhất nhì thì mới yêu. Đấy, nhưng mà không chịu yêu bạn xấu đâu. Chơi cũng vậy các bác ạ. Nói vui các bác, từ những cái xe đây hay là từ những cái đồ đạc của em đây, cái gì em phải thích đẹp. Đắt một tí cũng được, nhưng mà cứ phải đẹp. Đẹp thì ngắm nó mới sướng các bác ạ. Và đương nhiên là đi nó sẽ sướng. Còn con này thì em khẳng định luôn là giá cả, từ cái giá cả và từ cái độ chất, em Khương, các bác nhà mình cứ theo dõi, bác nào theo dõi kênh của em Khương lâu sẽ biết, tất cả những cái xe em bán trên thị trường, các bác cứ xem, bao giờ giá cũng rất là tốt so với thị trường. Tại vì em làm thì em làm một mình em thôi, cho nên là em làm một mình em, và nhà đất cát thì cũng không phải thuê, cho nên là giá là bao giờ là cũng rất là mềm mại, yêu thương cho các bác. Này các bác này, này các bác này, da rẻ này, tất cả này. Nói chung con này xe rất là đẹp các bác nhé. Và thực sự các bác là mẹc mà lại gầm cao mà chưa tới 600 triệu. Thực sự các bác là đến cái tầm này, theo em, bác nào mà chưa trải nghiệm, các bác hãy lên trải nghiệm các bác ạ, hãy lên trải nghiệm mẹc để các bác liếm thử một lần trong đời cái độ sướng của xe. Nhiều bác thì lúc nào cũng tư tưởng là chỉ đi Camry thôi, đi Camry cho lành, nhưng mà thực sự các bác luôn nhá, các bác nào mà đã đi mẹc hay đi Camry nhá, em chia sẻ các bác, tại vì nhà em thì em làm gara, em có gara sửa chữa nữa. Các bác cứ đi thay thử cái chân máy, em lấy đơn giản như ví dụ cái chân máy mà các bác hay thay thôi, một con Camry. Đấy, các bác đi thay chân máy con Camry chắc nó phải tầm 4 triệu mấy. Nhưng mà các bác đi thay cái chân máy của con mẹc, em khẳng định với các bác luôn, các bác chỉ có 2 triệu mấy thôi, các bác thay cái chân máy thôi. Đó, là các bác đấy là hàng cao cấp rồi các bác nhé, là dùng cao cấp rồi đấy các bác ạ. Đó, đồ mẹc bây giờ bê mẹc hay là thật sự các bác là kể cả Rolls Royce với lại Bentley thôi, đồ nó cũng dễ, nó cũng không phải đặt như ngày xưa nữa rồi. Đấy, cho nên là các bây giờ thời 5.0 rồi, nên các bác là cũng không phải lo đồ đạc đâu. Đấy, mà nói vui là trước cái xe nó 2 tỷ mấy bạc, gần 3 tỷ, bây giờ nó có gần 600 triệu, loanh quanh 600 triệu thì em nói thật với các bác, nó còn gì để mất nữa đâu. Chả còn gì để mất nữa, chẳng nhẽ là
là nó lại còn 200-300, đúng các bác? Đấy, thì các bác có nghĩa là các bác cứ trải nghiệm tẹt tiền ten đi. Đấy, 5 năm nữa thì chắc các bác cũng chỉ lỗ 150-200 là cùng. Đó. Đấy, 150-200 là cùng. Đấy, còn các bác mua cái xe mới thì bây giờ các bác cũng phải lỗ, mua ra khỏi hàng các bác lỗ hơn 100 rồi. Đấy. Cho nên là, nhưng mà em nói thật các bác là đi xe Đức thì nó là đỉnh quá rồi các bác, nó là đỉnh rồi, không thể so sánh được như thế. Đấy. Nó mang đến những cái sự trải nghiệm các bác. Thời bây giờ là thời ăn ngon mặc đẹp rồi, không phải là thời gọi là ăn chắc mặc bền. Đấy. Như ngày xưa chưa có thì là vậy thôi các bác, còn bây giờ thì vất vả cả đời là cứ phải trải nghiệm đời cua máy, đời cái đào. Đấy, các bác. Còn đâu thực sự là mẹc thì nó cũng rất là lành các bác, mẹc cũng rất là lành thôi, không phải là cái vấn đề gì to tát. Con này nó ăn ít xăng rồi các bác ạ. Nhiều bác chưa đây mẹc bao giờ bảo ui dồi ôi mẹc có phải ăn 15 lít rồi là hơn chục lít. Nhưng mà các bác cứ đi thử con này xem, không quá 7 lít rưỡi 8 lít đâu các bác nhé. Máy có 1.8 turbo thôi. Mà cái quan trọng là máy của nó là những cái thế hệ máy mới rồi, đời mới, nó tinh chỉnh rồi. Nó xe rất là đẹp luôn. Em đi qua một vòng. Đấy, em thấy thân vỏ nó căng, rồi là nội thất nó đẹp. Rồi em đặt cái máy này em thấy nó còn sáng quá theo thời gian. Thế là em chốt con này luôn. Thực sự các bác là em Khương đi mua xe là em mua rất là nhanh. Em mua rất là nhanh luôn. Nhiều bác ấy bảo ốt sợ nhanh thế. Nhưng mà cái phong cách của em nó là vậy. Em nhìn nó vào mắt rồi. Đấy. Là vào chốt thôi chứ không có vần vò các bác làm gì cả. Đấy. Vâng. Thì vừa rồi em Khương giới thiệu cho bác nhà mình một chiếc xe mẹc GLK 250, sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu 2014. Đó, vậy thì chiếc xe này bác nào mà yêu thích thì em Khương sẽ để cho các bác nhà mình với giá 590 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 590 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.